Xin chào các bạn. Vừa rồi các bạn vừa được xem quá trình lượn vòng vào đường hạ cánh của chiếc máy bay Airbus A330, máy bay thuộc đội bay của China Airlines. Bây giờ nó đã thẳng trên đường hạ cánh và chuẩn bị tới thời điểm nó sẽ hạ càng đáp. Chúng ta cùng quan sát thời điểm máy bay hạ càng đáp nhé. Tình hình thời tiết không quá lý tưởng cho việc coi máy bay từ rất xa như thế này. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ chúng ta vẫn có thể thấy được thời điểm máy bay hạ càng đáp. Thông thường máy bay sẽ hạ càng đáp khi còn cách mặt đất khoảng 2.000 feet. Nếu bầu trời phía xa mà trong xanh thì chúng ta có thể nhìn rất rõ máy bay. Tuy nhiên trời hơi mù. Máy bay chuẩn bị hạ càng đáp. Bộ càng đáp đã được hạ ra. Rất mờ và rất nhỏ. Bây giờ thì nó đã tiến đến gần hơn và chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái bộ càng đáp của nó. Đây là một chiếc Airbus A330-300 có số đăng ký tương đối đẹp. Nó được mang số đăng ký B18357. China Airlines là một hãng hàng không hoạt động chủ yếu trong khu vực châu Á. Hãng China Airlines được rất nhiều hành khách lựa chọn cho chuyến bay của mình. Theo như những đánh giá của hành khách sau khi thực hiện chuyến bay thì đây chính là một hãng hàng không tốt, đáng tin cậy cho chuyến đi mà bạn nên lựa chọn. Nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng về giá vé cũng như chất lượng phục vụ trên từng chuyến bay. Nhưng không phải ai cũng biết China Airlines là hãng hàng không của nước nào. Nhiều người vẫn lầm tưởng China Airlines là một hãng bay của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế đây là một hãng hàng không đến từ Đài Loan. China Airlines là hãng hàng không quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc, được biết đến với tên gọi Đài Loan, trực thuộc Quỹ Phát triển Sự nghiệp Hàng không Trung Hoa. China Airlines được thành lập vào năm 1959, có trụ sở và trung tâm hoạt động chính là ở sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan. Các điểm dừng quan trọng của hãng là ở sân bay quốc tế Hồng Kông, sân bay quốc tế Cao Hùng và sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Có một điểm đặc biệt vô cùng thú vị, đó là chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng có điểm đến là Sài Gòn. Đây cũng là chuyến bay đánh dấu bước phát triển đầu tiên của hãng trên thị trường hàng không quốc tế. Cho đến nay, hãng đã khai thác được rất nhiều các điểm đến thuộc các châu lục là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Trong giai đoạn dịch Covid-19 này, các chuyến bay của hãng tới Sài Gòn chủ yếu là để chở hàng hóa. Tiếp đất rất đẹp mắt. Hai chạm. Và ba chạm. Cú hạ cánh của chiếc Airbus A330 sẽ là cú hạ cánh ba chạm với ba lần lốp lốp như các bạn vừa thấy. Vâng, công trường đang thi công đường băng 25R đã tạo lên một lớp khói bụi mờ ảo. Bây giờ máy bay sẽ chạy taxi về khu vực đỗ. Chúng ta hãy quan sát xem toàn cảnh đường băng 25R và cận cảnh máy bay. Theo như quan sát thì trên đường băng 25R và các khu vực lân cận có khá nhiều xe và máy móc cũng như công nhân đang thi công. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.